những ngày thay đổi thời tiết bé yêu của bạn thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe như ho viêm họng và sổ mũi những bậc cha mẹ quan tâm đến phương pháp chăm sóc con trẻ một cách tự nhiên và hiệu quả thì có rất nhiều phương pháp video hôm nay tạp chí anglai sẽ chia sẻ phương pháp dùng lá bàng giúp giảm nhẹ tình trạng ho sổ mũi viêm họng một cách tự nhiên an toàn và đặc biệt hiệu quả mời các mẹ đi chọn lá bàng nhé Let's go! non thế này mọi người cũng không chọn nhá lá da thùng này cũng không chọn mọi người chọn cho em là bánh tẻ như thế này ạ à. Mọi người hái cho em một nắm 7 đến 10 lá bánh tẻ thế này. Rồi mọi người đem về rửa sạch đi. Và ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút nhá. Để cho nó sạch khuẩn ở trong lá bằng nhá. Rồi mọi người bẻ đôi ra và cho vào nồi. Cho 2 lít nước lọc vào nhá. Mọi người cho một thìa cà phê muối vào. Và bắc lên bếp. Và đun sôi trong vòng 15 đến 20 phút nhá. Giờ đã được mọi người tắt bếp nhá. Sau đó để nguội. Chắt lấy nước và vệ sinh mũi họng cho con rất hiệu quả. Mẹ có thể nấu nước lá bàng để ấm, tắm cho con khi bị viêm da, cơ địa mẩn ngứa, thủy đậu tay chân miệng, lưu video và chia sẻ cho nhiều người biết nhé. Các mẹ làm thành công thì hãy comment dưới video cho tôi có thêm động lực làm những video chất lượng tiếp theo nhé.